Vâng, sau đây em sẽ que để sản phẩm hàng đi. Đó là một combo karaoke, đó là một con men. Con này thì rất là khủng rồi, con RAM sao 4 kênh. Con số cực kỳ khủng, ra 1000W một kênh nha các bác. Con này là hàng xài lướt thôi, rất là mới. Và bác lấy luôn một bộ là mic CAF Mi 6 và một con van cơ cao cấp, đó là KD9000, Kiwi KD9000 là dòng van cơ cao cấp nhất hiện nay. Còn giá thị trường là 4 triệu nha các bác. Mà bên em bán cho các bác là giá 3 triệu rưỡi đã bao gồm jack và kết nối. Thì 4 kênh thì em đã làm cho bác cái jack 4 kênh nha. Một đầu tín hiệu vào đây là vào van nha. Còn hai cái này là xuống hai kênh nha. Là xài những 4 kênh là anh em xài dây phải có ra hai đầu như thế này nha. Mình xài được 4 kênh nha. Đấy. Một đầu tín hiệu ra, hai đầu ra nha. Đó, hai dây như thế này. Đây là kìm theo cho bác luôn này. Nào, có 4 cái đầu ra loa nữa nha. Bác về bác tự gắn dây vào. Đấy, gồm sản phẩm 3 món là một bao, một con mic cao cấp và một con van. Gửi đến anh Thiện ở thành phố Đồng Nai.